cặp theo hai cái bờ kinh này là họ nhà nước là thiết kế là cái mảng xanh, là cái nơi để tập thể dục, công viên đó, người lớn, người già gì đó, trẻ em. Nhà nước đã đặt những áo dài đẹp quá đó, nhà nước đó, họ sẽ thiết kế những cái dụng cụ để mọi người tập thể dục, là thấy chưa đó. Đó, họ lắp đặt dọc theo cái bờ này, cái bờ sông, bờ sông này, cái bờ kè này, nó đầy đủ cả. Hôm nay có sự kiện gì sao mấy người mẫu áo dài xuống đây mà chụp hình đẹp thế, sẵn tranh thủ mình quay trộm luôn nha, quay trộm cho mọi người xem mẫu áo dài như thế nào đây đó, mình lợi dụng đúng không, mình lợi dụng cái vụ này mình đứng quay luôn đó ha, thấy chưa, thấy không đẹp không đó. À, hôm nay chắc mấy nhà báo phóng viên gì đó họ đi làm cái sự kiện vậy đó, họ quay những người mẫu áo dài nè, mọi người thấy không, hình ảnh áo dài Việt Nam là nó đã nổi tiếng khắp thế giới rồi đúng không đó, người ta chào, ta thấy mình quay live stream cái người ta chào kìa, thấy chưa đó. Đang có sự kiện gì anh, làm mẫu hả, chụp hình mẫu hả? Đây người mẫu đây đó, cho quay ké người mẫu nhé đó, thấy không đẹp không mọi người đó, tạo dáng đồ đầy đủ ha mọi người, cũng nói chung là chúng ta cũng may mắn đúng không, vô tình mà mình được ké những cái cảnh như thế này đó, nó cũng nói lên là cái đời sống người dân rất là vô tư và thoải mái đúng không ạ, đúng chưa. Và bên này nè mọi người, để tham quan quay cái ở nhà bên trong thì họ sẽ mọc lên hết rồi, bên đây là đó, mọc lên những cái nhà nó khoảng chừng 1, 2, 3, 4, 5 tấm đúng không, 5 tấm. Thì mọi người cũng biết trước ở đây thì làm gì có những cái vụ này, đây là toàn là đường nhà, gọi nhà lớn chiếm trên rạch, là nhà sàn, nhà gỗ gì không à đúng không, sàn nhà tôn gì đó, rất là phức tạp và nhìn nó rất là, cái cảnh quan nó rất là bê bối, nó không có được gói gọn như bây giờ đó. Còn bây giờ thì hai bên là một bên cặp ra sông thì là một cái dãy công viên đúng không, một cái dãy công viên, còn bên trái thì gọi là nhà phố rồi, cũng như nhà mặt phố rồi, rất là đẹp. Đây thì trải dài đó là mảng xanh, cây xanh đây, và công viên để cho mọi người được tập thể dục đó. Bên trái thì bắt đầu phở được đó, mấy nhà phố thì họ là kinh doanh mua bán đúng không đó, đời sống người dân nó được nâng cao rất là tốt đúng không ạ. Đó, đây là cái mảng xanh đó, tôi quay sơ cho mọi người xem đúng không ạ. Xe cộ đó thì cứ đậu vô lề đường thôi. Đây có họ cũng quy hoạch những tùy nơi, có nơi họ vẽ ô, phân ô ra cho xe đậu, có nơi thì không có. Thưa quan xin lỗi nha, thưa quan không hiểu sao, thưa quan không thấy được comment của mọi người nha. Cho nên có những cái nhiều khi mọi người comment gì đó thì quan không thấy được. Thì trước mặt cái màn hình mọi người đây nè, để quan giới thiệu luôn. Đó, ở đây là cái của cuối đầu đường của đường Nguyễn Đình Chiểu, mà ngày xưa mọi người biết đến đó, ở đây là khu vực gì biết không? Ở đó là gọi là cái kho đạn Thị Nghè đó. Nếu ai đã từng ở khu vực Thị Nghè này thì nói như nói là họ sẽ biết. Đúng đó, Đinh Hoàng Lan, từ mọi người sẽ biết đây là hồi xưa gọi là cái kho đạn Thị Nghè đó. Thì thưa quan xin nhắc lại đó, là mọi người biết là lò kho đạn Thị Nghè nha. Thì Hoàng Lan nói đúng á, trước đây là hai bên bờ kinh nó rất là lụp sụp, toàn là nhà sàn, nhà trò không à. Và cái tình trạng mà ô nhiễm dòng kinh đó, nó rất là nặng nề, nó rất là nặng nề, nó bức tử cái dòng kinh này luôn mà mọi người. Tức là nước sông không bao giờ mà trở lên xanh được, cũng chỉ một màu đen thôi đó. Thì sau này nhà nước mới giải tỏa để xây dựng lên đúng không, thì nó trở nên nó khang trang, chăm lo đời sống cho người dân, thấy không. Đó là con đường này đó, bên tay trái là mọi người thấy đúng không, là những dãy nhà đã họp lên đầy đủ hết rồi, không thiếu gì cả. Thôi qua sẽ đi quay một đoạn cho mọi người xem, thì mọi người đã đủ hình dung ra đúng không ạ, mình không cần quay hết đó, mình quay sơ một đoạn về mọi người hình dung ra là tiến trình họ làm là như thế nào rồi đó. Thì ở đây là nha mọi người, đây là chúng ta bắt đầu
chạy xuống gầm cầu, gầm cầu Điện Biên Phủ nha, gầm cầu Điện Biên Phủ. Thì Điện Biên Phủ thì ngày xưa là họ gọi là đường Phan Thanh Giản á, đó, bây giờ là đường Điện Biên Phủ, đúng không ạ? Mọi người yên tâm. Dưới gầm cầu thì không có tình trạng không rác sinh sống ở đây nha, đó chúng ta đừng có lo, ở đây không có cái vụ đó, đúng không ạ? Chúng ta yên tâm. Đó, và này đi qua bên đây, qua bên đây là thuộc quận nhất đây. Đây thưa quan nó sơ cho mọi người xem nè, đây là cái ngã cái vòng xoay Điện Biên Phủ, đúng không? Đó, trước mặt mọi người đó là vòng xoay Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm, để mình đi ra Đa Cao, ra Nguyễn Đình Chiểu, ra quận nhất gì đó, đúng không? Thì sau lưng cái dãy nhà này nó là cái chào cái pin, đó là cái dãy quán là thức ăn nhanh đó, hamburger của thằng McDonald nha, của McDonald. Thôi qua chịu khó ra quay cho mọi người xem chứ để mất công. Mấy chú kia là xuyên tạc bảo là nói không à, không có thấy à, nói không à, không có thấy. Đây nè Kevin, Kevin nhìn nha, hai cô gái ngồi là tiếp coi như là reception của quán nhậu đó. Đó Kevin thấy không, là ngồi trước quán là bắt đầu có khách nào vào thì cô ta hai người đó sẽ đón tiếp, thấy không đó. Bây giờ Kevin về đây mà ăn nhậu là giống như là vua vậy, thấy không đó, yên tâm. Đây trước mặt mọi người là cái hệ thống thức ăn nhanh Chào Thú Yên mặt đâu nè, đúng không, rõ ràng chưa, đúng 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 mặt đâu nè chưa Kevin đó. Để mất công là mấy chú ba chú này chú kia là bảo là thơ quan là xạo, ở Việt Nam làm gì có mấy cái này, đúng không đó, để quay rõ cho mọi người xem, đúng không. Thì cái gì kìa, cơm gà bao no rẻ 29.000 đó, 29.000 giảm 30% luôn, ghê chưa, thấy chưa. Còn cái này gì đây, gì ai nuôi ai cháu gì đó, ai nuôi ai cháu đi đó, đó 39.000 đó, thấy chưa, mình thấy rõ không. Ở đó xa xa trước mặt mọi người là vẫn thấy được cái tòa nhà 81 tầng nha. Rồi để thôi quan tiếp tục đi vào cái con đường cặp bờ kênh đó cho mọi người xem. Còn đây là hệ thống gà rán bắp bay, đúng không, nó không thiếu gì đâu. À đúng rồi Kevin, nó không có thiếu gì đó, ở Việt Nam thực sự bây giờ là không có thiếu cái gì hết, chỉ sợ không có tiền để xài, nó thẳng như Kevin vậy luôn. Đây Kevin nè, nhìn nè, đấy cứ ngồi mà đón khách kiểu này thì hỏi sao Kevin không say, đúng không đó, Kevin không say không về đó. Cái gì về từ về đút lòi kìa Kevin đó, đã không, ăn uống là vô tư. À rồi coi như là có ăn nhậu no say gì cũng không quên thể dục thể thao nha Kevin. Đây đó là cặp theo bờ kinh, cặp theo bờ kinh là những cái mảng xanh, đúng không, những cái mảng xanh, và nhà nước cũng đã lắp đặt những cái ghế cho mọi người ngồi nghỉ ngơi và những cái máy, những dụng cụ để tập thể dục, à có đầy đủ hết, nó chạy dài theo những con kênh như thế này đó. Đó Kevin mọi người thấy không. Đúng rồi Giang Hoài, tại vì nó thẳng ra thì mình cũng có nghiêm túc, cái bên Mỹ họ thứ nhất là nhất cái văn hóa, cái thứ hai là họ cũng chẳng có thời gian đâu, thật sự theo thời quan nghĩ vậy, họ không có thời gian để mà gọi là để hưởng thụ, nó đúng là như vậy. Đây quán nhậu đây mọi người thấy không đó. Và nãy giờ nó bắt đầu chúng ta tiếp tục chui xuống gầm cầu nha, đó này thơ quan theo quay rõ cho mọi người đúng không đó, tức là gầm cầu là không có hiện tượng mà lấn chiếm gầm cầu để ở gì nha, đúng không, rất là thoáng đãng, rõ ràng chưa đó. Mặc dù đâu đó vẫn còn là ý thức của người dân không tốt là dùng những bịch rác bịch này bịch kia đó, nhưng mà người ở dưới gầm cầu thì không có đó. Chúng ta đi qua tiếp. Đúng rồi đó Kevin, bởi vậy chào Yaman, bọn họ cứ xuyên tạc thôi đó. Cái cầu này là cầu bông,
À, nếu ai từng ở khu vực này chắc biết cầu bông nha. Đây đi qua quận Vớt và bên kia thì đi qua Bình Thạnh. Đó, chúng ta đi qua tiếp cầu bông. Đúng không ạ? Đó, có bên nhà lên mở ra thì mọi người cứ tự do buôn bán thế thôi, đúng không? Ai làm cái gì được thì cứ làm. Còn đây là cái mảng xanh công viên thì nhà nước cũng thiết kế đó, cứ dài cái khoảng nào nó có khoảng cho rộng đó, thì người ta sẽ lập đặt nhiều cái máy, những cái dụng cụ tập thể dục cho người dân hơn. Còn nếu mà hẹp quá thì đơn thuần chỉ để mấy cái ghế cho người dân đi bộ tập thể dục, bằng cách là đi bộ và người ta ngồi, người ta nghỉ ngơi đó, nó rất là đầy đủ, không thiếu gì đâu. Chậm hả Yaman? Rồi đi xe máy nha. Đó. Và đi nhanh quá mọi người chóng mặt đúng không? Mọi người xem chóng mặt đúng không? Ok. Rồi tôi qua sẽ cố gắng đi cho nó chậm để cho mọi người xem cho nó rõ và nó lấy được cái toàn cảnh đúng không? Ok. Vậy được không Yaman? Chạy tốc độ vậy được không? Đó. Bên này nè, để lát theo quang quay để quang nói cho mọi người xem. Bên kia, tức là bên kia xong. Bên kia xong. Đây thì quang ngừng lại, thì quang giới thiệu sơ về cái đoạn này. Đây nha, thấy rồi mọi người để ý nha. Thấy mấy cái dãy chung cư đó không? Chung cư đó là cũ rồi. Ha. Cái dãy chung cư bên đó đó là bên đó là ngày xưa đó. Ngày xưa là bên đó người ta gọi là khu Rạch Miễu á. Đó, khu Rạch Miễu nó thuộc quận Phú Nhuận và quận Bình Thạnh, là đường Vạn Kiếp đi vào á. Đó, thì ai đã từng ở đây thì sẽ nhớ, tức là ở đây là gần nhà chỗ chú Cầm hay tới nè. Thì lát nữa vòng qua bờ sông thì thơ quan sẽ quay cái hẻm mà đường đi vào nhà chú Cầm mà lúc trước chú Cầm ở, gọi là đường Trần Kế Sư gì đó. Đó thì thơ quan sẽ quay cho mọi người xem. Đó. Còn bây giờ đây chúng ta là cứ đi theo cái đường bờ kênh này cho mọi người thấy. Mảng xanh công viên, nhà cửa phát triển gì đó, ai buôn bán gì đó buôn bán cứ thoải mái, không có ai cấm đoán gì cả, nó cứ miễn sao mà nó nằm ở trong khuôn khổ pháp luật là ok. Và cái cầu này nè, cái cầu này là cái cầu mới xây sau này nha mọi người. Mới xây sau này, bên đó là chung cư Rạch Miễu đó, đó bên tên người ta gọi là chung cư Rạch Miễu đó. Và cầu này thì họ đặt tên là cầu Hoàng Hoa Thám, là nó nối từ Bình Thạnh đi qua quận Nhất, mà qua nó kết nối vào cái khu mà ngày xưa ai từng ở đây á thì sẽ biết rằng là cái khu gọi là khu Văn Hiến, đúng không? Bên đó sẽ gọi là khu Văn Hiến nha mọi người. Đó, nó sẽ kết nối vào gọi là khu Văn Hiến. Còn bên kia là chung cư Rạch Miễu, của quận Bình Thạnh, đúng không? Đó, cho mọi người thấy. Đây. Chiều hoặc là tối đó, thì ở đây công viên mọi người dân ra đây hóng mát rất là đông. Lúc trước thì có cái hiện tượng là người dân ra câu cá rất là nhiều, nhưng mà về sau cái vấn đề họ câu cá họ bê bối quá thì cũng chính quyền cũng có những biện pháp gọi là ngăn ngừa họ đó, để thứ nhất là cá thì cũng là thật ra là do chính quyền thả xuống để cho nó cải tạo cái môi trường nước á, đúng không? Mà người dân thì họ câu, ví dụ câu theo thú vui thì hôm đó có những trường hợp họ câu theo cái kiểu mà tận diệt hủy diệt á đó, đó. Cho nên là đã bị chính quyền can thiệp không cho họ làm những cái chuyện đó, và kể cả người dân khu vực họ cũng rất là ủng hộ, họ rất ủng hộ cái chuyện đó đó, thì sẽ không cho câu cá nữa. Thì đi lên đây là mọi người thấy nè, trước mặt mọi người là cái cầu Trần Khánh Dư nha. Cầu Trần Khánh Dư thì cái cầu bằng sắt nó cũ ngày xưa đó, thì cũng qua bên kia là qua Phú Nhuận nha. Qua Phú Nhuận là qua đường Phan Xích Long rồi đó. Đó, bên đó là qua Phú Nhuận, qua Phan Xích Long. Còn bên tay trái là chúng ta sẽ đi qua khu vực chợ Tân Định, đúng không? Đi qua chợ Tân Định đó, mọi người thấy rõ. Thì thôi quan sẽ chịu khó, đúng ra là quẹo đây vòng lại, nhưng mà thôi thôi quan sẽ chịu khó chạy lên một đoạn nữa để coi cái đầu đến của cái bến thuyền ngay lúc đầu mà thôi quan quay cho mọi người xem á. Đó là cái bến thuyền nó sẽ nằm ở hai đầu
để đưa đón khách. Tối khu này nè Kevin, tối Kevin mọi người đã vào khu này nè là rất là đông và tấp nập, là cái gì phải không? Là người dân người ta tụ tập, người ta ra đây ta chơi, ta ăn nhậu á, vui lắm, đông lắm. Ở đây hầu như là không có cái khái niệm mà gọi là đêm, không có khái niệm là đêm. Đúng đó Kevin. Và cái kế hoạch của Kevin á, thì thật sự nó nghiêm túc á. Nếu mà đứng trên tư cách mà bạn bè á, tôi rất ủng hộ Kevin. Tức là cứ làm sức của mình làm được tới đâu làm, mình kiếm tiền. Và một ngày nào đó mình về định cư tại Việt Nam, mình mua nhà, mua cửa, mình định cư, mình làm ăn buôn bán. Tôi nói thiệt, nếu mà Kevin dành dụm Kevin về đây sắm căn nhà đó, nói thế này nha Kevin nha, nếu mà Kevin mà mộng làm đại gia thì cái chuyện đó tôi không biết, thì cái đó còn tùy thuộc vào tài năng, đúng không, và cái cơ hội. Nhưng mà nếu mà Kevin mà cái mộng Kevin đơn thuần chỉ về đây mình gọi là mình định cư để mình làm ăn kiếm sống bình thường á, thì tôi bảo đảm với Kevin là vô tư, là khỏi lo lắng cái chuyện đó. Ở đây nè, để thư quan ở đây giải thích một chút về đoạn này cho mọi người thấy, để tránh cái luận điệu xuyên tạc của tụi nó. Mọi người thấy không? Thấy bên đó là cái gì không? Là những chiếc xuồng, xuồng máy á, xuồng máy, và những cái đội đó là những xe cẩu, mọi người thấy không? Tức là đây họ là cắt cử, họ là sắp đặt ra một riêng một đội vệ sinh môi trường để làm gì? Là những chiếc xuồng đó đó, nó hàng ngày nó sẽ chạy dọc theo cái bờ sông này để nó vớt rác. Nó vớt rác để làm vệ sinh, nó tạo vệ sinh môi trường. Thì rác đó từ đâu? Đúng không ạ? Rác đó từ đâu? Rác đó từ chính những ý thức không tốt của người dân á. Họ lén, họ ra đây, họ dục rác, họ vứt rác xuống dòng kênh, dòng sông này nè. Đó nha, cái đó mình cũng phải thẳng thắn mình nhìn nhận, mình không có phải là đổ thừa, mà cái đó là thực tế, là chính những người dân thiếu ý thức, họ xách rác xách tì đó, họ dục ở đây. Ôi trời, con chó gì bự quá đó, họ vết đầy xuống sông đó. Thì nhà nước là làm một thiết lập một sẵn học cái đội đó trực chiến ở dưới dòng sông này, để hàng ngày những chiếc xuồng đó đó có những công nhân vệ sinh môi trường, họ sẽ đi dọc theo cái bờ sông đó để họ vớt rác cho nó sạch sẽ đó, mọi người thấy không? Đó. Khu này là khu bên tay trái mọi người á, nhà cửa là khu Tân Định nha. Khu Tân Định quận nhất nha. Đúng không? Đó. Khu Tân Định quận nhất. Và chúng ta sẽ đi tiếp, đi vòng lên kia, đi làm tới kia, tới cái bờ kinh mà hồi nãy tôi quan lấy cái tiêu đề là chiều Tây Đô, chiều Thị Nghè đó. Đó. Tức là cái bến đò, đúng không? Đó là một cái bến đò, bến thuyền. Mà thưa quan lưu ý nha, bến thuyền này họ chỉ gọi là phục vụ khách du lịch dọc theo cái bờ sông này thôi, chứ họ không có phục vụ và đưa người ra hải phận quốc tế đâu nha. Đó, để chúng ta rõ ràng. Bất công mốt ông nào lại xuống lại bảo là ổ xong thưa quan nói thuyền đó phục vụ đưa hải phận quốc tế, không có thì mệt lắm nha. Chúng ta phải rõ ràng là vậy, là họ chỉ phục vụ là đưa khách đi xuống tham quan dòng sông này thôi. Đây đó, những người lớn tuổi cao niên thấy không, họ ra chiều họ ra công viên họ ngồi họ nghỉ ngơi. Và bên tay trái mọi người nè, có một cái ngôi chùa rất là to đó, thấy không? Đó khẳng định là gì? Cũng khẳng định một điều rằng á, là ở Việt Nam á, họ luôn coi trọng các tín ngưỡng, tức là họ tôn trọng về tôn giáo đó, không có cấm đoán ai cả, miễn sao những cái tôn giáo đó được nhà nước công nhận thôi. Đúng rồi, tôi đồng ý Kevin, là nước nào cũng vậy, cũng có sổ giặt sổ dơ, chứ không phải là cái gì nó cũng hoàn hảo cả. Nhưng mà ở đây là ý là cái luật điệu của những cái thành phần gọi là chống cộng cực đoan đó, họ cứ mang những cái gì đó đẹp nhất ra, họ so sánh, họ đè Việt Nam không, bố ai chịu nổi được, đúng không? Đúng không? Cái gì thì đúng, mình nói thực tế đúng thôi. Đây là cái chùa đây, mọi người nhìn không, to không? Đó, thành tráng không? Đúng không? Đó, là tôn giáo đây. Tháp đây. Đó, mình thấy rõ ha.
đó, những cái là được bỏ bên ngược lại bên kia cũng còn có kìa, đó ở bên kia sông cũng là chùa kìa, đó vừa thấy rõ không đó, chùa nhà thờ là nó đều đó, đều hai đều hết chứ ở ở đây họ không có phân biệt gì cả. Đây là đó những cái máy tập thể dục nè, đó cái viên thấy không, người dân chiều chiều ra từ trẻ già lớn tuổi gì đó ra, là những người già những người cao niên, thấy không, thấy sướng không đó. Trong khi ở bên đó thì hiện tại những người già những người này kia ra đường phải lo lắng đó, ở đây họ thiết kế đó, nhịp giò tập thể dục, nhịp giò hút thuốc vô tư, thấy không. Đó là đường thì những cái cua này họ thiết kế luôn cái gương lồi gương lõm gì nè để cho mọi người có cái tầm quan sát đó, quan sát khi vào cua đó, khi vào cua đúng không. Đây cái quán cà phê của giới trẻ người ta thiết kế nè Kevin, thấy hay không, thấy dễ thương không đó, họ tự thiết kế đó, họ thuê mặt bằng, họ thuê nhà xong rồi họ tự thiết kế, họ lắp đặt tận dụng các thùng phi thùng gì đó đó, họ lắp đặt họ làm bàn ghế đó, giới trẻ đó họ rất là sáng tạo đúng không, đúng á Kevin. Không biết có lát có đi qua cái khu nhà thờ của người Hồi giáo không nữa, để tôi quên, nó nằm ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một cái là cái lại khu vực ở đường Huỳnh Văn Bánh, khu đường Huỳnh Văn Bánh Phú Nhuận á, thì khu đó trong đó có một cái xóm á, cái xóm đó là cũng tập trung người theo tôn giáo Hồi giáo á, họ ở cũng đông lắm trong đường Huỳnh Văn Bánh đó. Đường xá như vậy đó các bạn thấy đúng không, ok không, đâu đến nỗi nào tệ đâu, không Việt Nam mình như vậy thôi chứ muốn gì nữa. Thật ra bây giờ chỉ cần á, nó nghiêm túc thế này nè, chỉ cần ý thức người dân là tốt hơn thôi, là cái gì họ đừng có xả rác bừa bãi nữa. Thật sự những cái đường như thế này mà ý thức người dân mà họ mà được nâng cao, họ đừng xả rác bừa bãi nữa là rất là đẹp, không thua gì Singapore hay là những nước ở trong khu vực chúng ta cả. Chẳng qua là nó những cái hiện tượng đó nó còn xảy ra, nhìn ra nó còn hạt sạn, nhìn ra nó còn cái bê bối của cái con đường, nhìn nó mất đẹp thôi, đúng không, mọi người công nhận không đó. Chứ ở đây mỗi người dân mà ý thức chung tay thôi, là nghiêm túc chấp hành và cái việc mà đừng có rà xả rác bừa bãi, là cái đường xá nó rất là đẹp, những cái cảnh quan nó rất là tươi luôn đó. Mình phải rõ ràng như vậy. Đây giới trẻ thì chiều chiều ra ngồi cà phê đây thấy sướng không đó, các bạn thấy êm không, nó dọc dọc theo hai cái đường này, mà tức là ở đây chỉ đơn thuần là các bạn là thấy là một nó một góc của một hai cái quận thôi đúng không ạ. ý thức con người là do chế độ hả? Thì mấy bác đó thì lúc nào mấy bác cũng trả nó được đúng không đó. Cái cảnh quan công viên á, quay cho mọi người xem đó, câu cá kìa các bạn thấy không đó, họ đứng họ câu cá, hôm trước họ câu đông lắm á, câu nhiều lắm, câu dài dài luôn á, nhưng mà sau này do chính quyền họ không đồng ý thì bớt rồi. Chào Thanh Yến, Tư Lãng, chào Cú Tèo. Thì đó, thì qua thì Kevin thì vẫn qua thôi, nhưng mà ý tôi nói là tôi rất ủng hộ Kevin về cái quan điểm là mình làm rồi mình kiếm tiền, mình về Việt Nam mình định cư, thì cái đó tôi rất ủng hộ cái quan điểm đó của Kevin nha. Tôi rất ủng hộ cái điều đó. Đây nè, đây là cái cầu kiệu nha mọi người. Bên tay trái là chúng ta ra qua chợ Tân Định, rồi bên tay phải là chúng ta đi về quận Phú Nhuận. Đó. Đúng không? Nhà cửa đây. Đó, tức là mọi người cứ nhớ những con đường này ngày xưa á, ta toàn là nhà sàn nhà gỗ, rồi họ lấn chiếm họ ở không, bây giờ là trở lại là một con đường, cái công viên rất là đẹp, rất khang trang cho thành phố đúng không ạ. Thấy không? Các bạn thấy đời sống người dân sinh hoạt vô tư không? Ăn uống ai giờ
không có, hầu như là mình cũng không có hiểu là giờ giấc thật quá biểu luôn đó. Giờ này là cũng ăn nhậu cà phê, ai ngồi chơi gì đó chơi, ai câu cá là câu, ai ai tập thể dục thì tập thể dục đó, còn ai thích ngồi tán dóc thì cứ vô tư ngồi tán dóc, cái chuyện nó bình thường, rất là ung dung tự tại, không ai làm khó gì cả, đúng không? Chào Vinci, chào mọi người. Tèo, tèo còn đây không? Tèo, tèo còn đây không? Tèo còn đây không? Lát cho chút xíu nữa cho tèo coi cái kèo này hay lắm nè. Đây nè, đây để cũng nói lên về vấn đề tự do tôn giáo cho kia biên cho mọi người thấy nè, thấy không? Đó, mọi người nhìn đi, đây là cái gì? Đây là một cái nhà giống như là nhà sinh hoạt cộng đồng đó, đúng không? Đây nè, đó, đang bắt đầu chỉnh trang sửa chữa lại và có bản công bố cái công trình nè. Đây tôi quan đọc cho mọi người xem. Tổng giáo phận Sài Gòn, hạt Tân Định, nhà thờ Đức Mẹ Công Lý. Đó, công trình sẽ là xây dựng nhà sinh hoạt nhà thờ Đức Mẹ Công Lý. Chủ đầu tư giáo xứ Đức Mẹ Công Lý, linh mục Trần Văn Nhũ, 489 Hoàng Sa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty thiết kế và xin phép là thuộc công ty đầu tư kỹ thuật công nghệ Xuân Bích, số 363/1F Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Và đơn vị thi công sẽ là công ty cổ phần Xuân Đỉnh Việt, 252/2 Hương Lộ 80, Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, tức là gì? Tức là đây là nhà nước đã cấp phép cho Tổng giáo phận Sài Gòn hạt Tân Định được xây dựng một cái nhà sinh hoạt, của gọi là nhà thờ Đức Mẹ Công Lý nha mọi người. Vì sao gọi là Công Lý thì tôi quan nghĩ là do ngày xưa ở đường này là gần đường Công Lý á, là cầu Công Lý chùa Vĩnh Nghiêm á. Đó, cho nên gọi là nhà thờ Đức Mẹ Công Lý. Thì đó, ở đây để nói lên cái gì? Đó, cái sự khẳng định của thơ quan là cái chuyện là tự do tôn giáo luôn được coi trọng nha, luôn được coi trọng, họ không có một cái hành vi gọi là ngăn cản gì cả. Đó, mọi người nhìn đi, đây là một cái nơi nguyện của nhà Đức Mẹ đó, mọi người tới là nguyện, đúng không? Ngay lề đường luôn, đúng chưa? Họ không ngăn cản gì cả, rõ ràng chưa? Đó, để thơ quan khẳng định cho mọi người về vấn đề tự do tôn giáo đó. Đó, bà con tập thể dục nè. Sao khóc Thu Hiền? Bởi vì cái này anh quay sự thật mà. Mình đâu có thêm thắt gì đâu, đúng không ạ? Tức là mọi việc đều là diễn ra trước mắt tất cả mọi người đó. Mình đâu có thêm thắt gì đâu. Đây, đó, người dân câu cá này, kia viên thấy không? À, cha thì đưa con tập cho con đạp xe. Cuộc sống nó thấy nó an bình, nó hạnh phúc không? Nó an yên không? Còn muốn gì nữa? mà cứ xúi người dân phải thế này, người xưa người dân phải thế nọ đó, lại với mấy bác ba luôn. Cụ Tèo đi hả ta? Cụ Tèo Thanh Yến Tư Lãng đi hả? Bên si kêu Thanh Yến Tư Lãng vô, kêu Thanh Yến Tư Lãng vô, có cái kèo này thơm lắm, chuẩn bị có cái kèo này thơm lắm đó. Đây dưới gầm cầu nha, thì quan quay vô người xem để coi dưới gầm cầu có ai ở không đó, để kiếm được coi. À, may phước quá. May phước là dưới gầm cầu không ai ở nha. Rồi đó, rõ không? Đó, cái cầu này là cầu Nguyễn Văn Chổi, này còn gọi là cầu Công Lý đó mọi người. Đây nè, ở đây là có bạn hướng dẫn đi vào nhà thờ nhà sứ luôn nè. Mọi người thấy không? Nhà thờ Thánh Du Xe, giáo xứ Xóm Lách, vào 500m. Đúng chưa? Đúng không? Đó, vào 500m. Rõ cho mọi người xem luôn, để khẳng định cho rõ ràng. Chứ chúng ta cho cái bọn nó xuyên tạc, nó không còn cái cơ hội để nó xuyên tạc nữa. Đúng không? Đó, và trước mặt mọi người là một dàn cây mà gọi là hoa bọ cạp vàng á. Cái mùa nó nở ra nó rất là đẹp nha, bọ cạp vàng nha. Đó.
Đó, nãy giờ cô Viên thấy không? Nãy giờ chúng ta coi như đi qua là từ nhà thờ, chùa, chiền. Đó, thì chỉ một đoạn ngắn thôi đó. Thì mọi người hình dung đi, đúng không? Mọi người hình dung xem là từ cái tôn giáo ở Việt Nam được nhà nước qua xem trọng như thế nào. Chào Thanh Phi Hùng, đúng không ạ? Hội đất xem trọng là cái chuyện tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Nó không như là những cái chuyện, cái lời xuyên tạc của cái đám mà chống cộng cực đoan nữa. Hồi nãy thấy cái tèo mới lú vô á, mới lú vô chạy đâu mất tiêu rồi. Đây, đó. Chị Viên thấy không? Tức là dọc cái đường này là những cái dụng cụ tập thể dục thể thao là chạy dài hết, chạy đều hết. Đây nè. Thêm một cái nữa để chứng minh tự do tôn giáo cho mọi người xem. Thấy không? Mọi người thấy thêm một nơi nguyện không? Đó. Đó. Nơi nguyện của ông Thánh Thánh Martin đó. Đúng không? Và có luôn là cả những cái bạn mà gọi là người ta tạ ơn. Ví dụ tín ngưỡng mà những người họ tới đây họ cầu nguyện cái gì đó mà khi mà họ đã đạt được thì sau đó họ làm những cái động thái họ là tạ ơn, ví dụ như khắc những tấm bia, tấm bảng gì đó. Thì thơ quan cũng vậy thôi, vì thơ quan cũng là bên tôn giáo mà, đúng không ạ? Cái chuyện đó thấy tèo rồi cũng tiền ra cho bỏ chạy rồi tèo. Chắc tèo nó nhìn cái cảnh này nhớ nhà, nhớ quê, nó buồn, nó khóc á, nó không dám coi đó, đúng không? Đó. Vậy hello ông Bảo. Đó, mọi người thấy không? Đây nữa nè. Đó, kia bên thấy không? Đó, tượng chùa đây. Đó, nhà thờ đây. Nghe không? Đó, thấy chưa? Có tự do tôn giáo hay không? Đó. Cho nên là đó là cái này là phản biện là với cái đám đó. Đây, tới cái này rồi, tèo thức quá, tèo chưa vô. Tèo. Bớ tèo. 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 Vô đây coi tèo ơi. Không vô chửi à. À, chồng cho không cho bao gạo hả, là chửi nhau hả, cũng khổ hả. Đây nè. À đó, để hơi quan quay cho mọi người xem. Đó, mọi người thấy cái chữ gì không? Thấy chiếc gì không? Thôi, tèo, nhìn cái bến thuyền, bến xuồng này tèo nhớ gì không? Đó, mà tại sao tôi đi cái tút là chiều Thị Nghè và chiều Tây Đô, đúng không? Tèo nhớ tới cái câu hát trong bài chiều Tây Đô không? Tàu đưa ta đi, tàu chẳng đón ta về đâu. Cali ăn bám đời vinh quang, nhớ chưa? Đó, thì đây à, đúng rồi Kevin. Tức là cái bến tàu này nè, để nói cho tèo nghe, bến tàu này là người ta chỉ phục vụ khách du lịch đi theo cái dòng sông này từ đây đi ra hướng Thị Nghè, ra tới cái cầu Thị Nghè thôi, và đi qua đi lại thôi, tèo hiểu không? Chứ ở đây là người ta không phục vụ được khách ra hải phận, tèo nhớ không? Hôm bữa 1/4 đúng không, là anh em mình đã lên đà cho coi cái thuyền thúng rồi, đúng không? Thì bây giờ thì chúng ta phải coi xuồng với gọi là chèo đó, đó rõ ràng. À, tèo nhớ nha, tức là cái bến này, tèo nhắc lại cho tèo nhớ là cái bến này là họ chỉ phục vụ khách là đi tham quan dưới sông này thôi, và chỉ là giới hạn là từ cầu Thị Nghè đi xuống đây và đi về. Thì cái tour đó không á là cũng hết 2 tiếng hơn á, đừng có giỡn, tự treo tay mà, nhá không? Cho nên là không có đưa khách đi ra hải vận quốc tế, hiểu không? À, vậy tàu đưa ta đi, tàu chẳng đón ta về đâu, nhớ chưa tàu, đúng không? Đó thì thơ quan đó quay cho mọi người xem cái điểm đó. Thì xa xa bên kia là mọi người thấy một cái hình chùa nữa không?
ở ngôi chùa đó, chùa chiền rất là nhiều nha, chùa chiền nhà thờ rất là nhiều, và nhà cửa thì cao tầng cứ mọc sang sát sát cái Vin, nãy giờ cái Vin nhìn cũng đài đúng không, đúng không, hồ bơi đồ địa để mày đứng luôn như này không. Mày mình xem chứ.